Chào các bạn nha, hôm nay tiếp tục cắt mít thái các bạn ơi. Rồi mình xin báo giá mít thái hôm nay cho các bạn nắm nha. Chợ 3.000. Rồi hết giá. Không được à? Không được. Qua dịch luôn, một tuần nữa. Không để chi bắt đâu. Qua dịch 2 tuần nữa ơi. Qua dịch 2 tuần nữa nè. Cái nè nhỏ nè. Nhớ đâu có vợ đâu vậy. Thầy thợ gì mất chỉ không à. Thấy dòm lẹt thấy liền chứ chơi chừng trường hợp làm trên độ không thấy thôi. Hai tuần rồi. Đó còn non mà. Cắt kinh rồi. Ừ ơi. Sao mau quá trời, cái này luôn nó sao cái trái nãy tôi mới chỉ nhỏ bên nữa đó. Mày lầm không biết nữa. Đâu làm thử rồi chứ tôi thấy lầm rồi. Đừng có quay, chắc lầm rồi. Nhớ cắt cái gì đâu mà muốn gì không được. Hay ta. Thiệt chứ bộ trái này em thấy nó sao chứ đó mà. Sao hả? Ừ. Cái đọt nó dài ơi. Vậy phải rồi quá. Này quá. Không biết cái cầu. Cứ nghĩ cái cầu. Trời ơi. Vừa tội. Đẹp không? Quá đã. Cái mít này cũng 17kg, 18kg với đầu dưới. Có đây 20kg. Phải không? Ừ. Đầu dưới rồi. 20kg. Giá đó nhất thằng gì nói trước thì hết cắt. Đây thằng gì? Giờ ba mỏ không? Gì? Thơ hoài quá. Thiệt. Tôi thấy đâu mà tôi mua hai trái mít tới công. Ở về đâu tôi lấy thằng chợ. Mít đâu có công đâu à. Có hơ rồi luôn. Nhất quần cái được phơ anh em ta coi đông lắm đó, người ta nói đông hàng gì luôn. Cắt nay bữa cuối hả gì? Bình thường ha. Cái này nó nhất nè. Thế nó hạn chế ra đường mà cũng mình ấy thôi chứ mua bán bình thường hay sao? Chừng nào nó giữa nó không ăn thì mình không đi thôi. Ra là bình thường cái gì xôn chét thôi khối khối màu ha. Đỏ dữ dằn luôn quá ngon mít tới 18kg ạ. Cần thiết nhưng ra đường không cần thiết thì thôi gọi vô thì lỗ hết cái này ra cái khác. À. Còn mình đi ngày lỗ ngày đó mệt, nó mệt mình lại lỗ nữa. Giá gì mà lỗ lỗ gì lấy rớt hàng á. Ô mà còn bao nãy đâu nó bao cái này nè. Tưới thuốc rồi mà kệ đi để cho nó rụng nhị hết đi. Tập mít này 30kg vậy. Cái này coi chơi chứ để tuần sau. Vụ có chơi nữa. Có chơi thiệt luôn. Mít mới có 2 năm đó chờ. Chắc là cái này được. Qua mặt luôn hả? Vô phân tưới nước liên tục hôm gài cả 10 ngày thấy mít khác liền.
nó không xanh không? Vậy mà không xanh không hả? Ừ. Phân. Giá hôm nay nhiêu nó lại coi. 14, 11, 19, 14, 11. 3 ngàn. Chờ 3 ngàn, chắc gì 3. Chắc gì 3 là 19. Chắc 3 ngàn. 19, 14, 11. Chắc 3 ngàn. Chắc 2 ngàn. Chắc 3 mới chờ 3 ngàn. Rồi giá mít hôm nay mít nhất thì 19 các bạn ơi. Mít nhì thì 14. Mít 3 thì 11. Và mít phét thì 3.000 nha các bạn. Mít phét là sâu ạ. Chín, 14, 11 và 3. Lít này không có trái luôn. Câu hỏi cuối cùng coi được bỏ không được, để lại tuần sau luôn. Dạ em kìa, hai này thì bữa nó đây. Nó bỏ sao giặt đó anh chị. Đẹp không? Coi đi mới bự cơm dày. Mới bự cơm dày. Đúng hàng một luôn. Trái đó dừng được đó cô ơi. Rồi. Mình lỡ cái coi. Mình lỡ cái này luôn. Cục bọc nó ra đó chứ. Leo lên. Đứng sau rồi mình xin nhắc lại các bạn ơi, giá mít Thái hôm nay là 19, 14 và 11 nha các bạn. Rồi mít phét sâu xì, sâu xì thì 3k các bạn ơi. Rồi các bạn thấy video mình không ít thì đừng tiếc like, chia sẻ, đăng ký nha. Bún cơm gì ruột đỏ mít ngồi như vàng ôm vậy đó mà rút ra rút vô trong miếng trắng này. Quá đẹp luôn. Đó đó đều hết đứng trắng chân rồi, ok.